Anh ạ, anh ơi thì em được biết là hồ sơ của mình thì em thấy là xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với trung tâm thẩm mỹ Bangkok, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng chào đón một anh khách hàng đến trung tâm thẩm mỹ, và đây là cái ca rất là đặc biệt ha. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ anh cũng như là giao lưu với anh để xem là vòng 1 của anh trước đây đã như thế nào mọi người nha. Dạ em chào anh ạ. Anh ơi thì em được biết là hồ sơ của mình thì em thấy là mình đã từng phẫu thuật vòng 1 rồi, thì anh có thể chia sẻ một chút cái vấn đề này với mọi người, và ngày hôm nay vì sao mà anh lựa chọn trung tâm thẩm mỹ Bangkok để mình thu nhỏ vòng 1 tiếp tục không ạ? Thì lúc trước đó em không có hài lòng về cái vòng một của mình, nên em đã có tìm tới, em đã thực hiện phẫu thuật cắt tuyến ở một cái spa, nhưng mà sau khi cái kết quả thì em không có thực sự hài lòng, nên em có tìm hiểu thì em biết tới trung tâm Bangkok, nên em quyết định đến đây để thực hiện chỉnh sửa lại. Dạ vâng ạ, thì hiện tại em thấy anh không hài lòng, thì anh đang không hài lòng cái khuyết điểm nào trên cái vòng 1 của mình vậy anh? Thì em sau khi mà phẫu thuật rồi em vẫn còn cái quầng mô mỡ nó còn quầng xuống đó, Dạ. nên em không thật sự tự tin, nên em quyết định làm lại. Dạ, thì cái này là mình đã cắt ở spa bao lâu rồi? Dạ, em làm được tầm có khoảng 1 năm. 1 năm nay. Dạ, trong 1 năm nay thì khi mà mình đã thực hiện các cái thu nhỏ cái vòng 1 của mình ở spa như vậy, thì anh có gặp khó khăn gì trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như là có xảy ra một cái biến chứng hay là nó làm bất tiện cho cái sinh hoạt hoặc là cái suy nghĩ của mình không anh? Thì em chủ yếu là mình khi mà mình cắt bỏ tuyến ngực á, là mình chỉ mong muốn là được có một cái ngực giống như nam giới á, để mà mình tự tin, nhưng mà cái kết quả mình không có hài lòng, rồi cái ngực nó không có được không có đẹp như mình mong muốn, thì mình không có tự tin để mình cởi trần này kia, giống sinh hoạt giống như nam mấy bạn như mấy mấy bạn nam. Dạ, bên đó thì khi mà anh thực hiện bên spa thì mà anh thực hiện anh không hài lòng trong vòng 1 năm như vậy, thì anh cắt chỉ nè, sau thời gian cắt chỉ thì nó vẫn còn cái mô mô tuyến mô mỡ trong bên trong, thì họ có bảo hành gì cho anh không, có chính sách bảo hành này kia cho anh không? Dạ, tức là có cái thời gian đầu em có nói bên spa thì mấy bạn cũng chỉ có tiến hành là tiêm sẹo này kia cho em thôi, nhưng mà thực sự sẹo nó cũng không thực Không có, sự hết. không hết Dạ, đúng không? rồi Dạ. bạn bên kiểu như cũng 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 nói là do cái cách mà em băng ngực lúc lúc mà mới phẫu thuật xong á, Dạ. nó không đúng cách gì đó, nên nó không có không 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 có nó Không bị phẳng. dạ nó không phẳng. Dạ. Rồi em thấy cái cách trả lời thì em không hài lòng, nên em không có tìm tới nữa. Dạ rồi, cái vấn đề này thì bên em cũng xin đính chính lại ha. Khi mà mình thực hiện thì bác sĩ thực hiện cho mình á tại trung tâm thẩm mỹ Bangkok, thì khi thực hiện thì anh thứ nhất là anh được thực hiện trong bệnh viện nè, và với trang thiết bị hiện đại từ 100% từ Bangkok luôn, và thứ hai là chính tay bác sĩ làm, thì bác sẽ bóc tách hết cái lượng mỡ trong cái mô của mình, không thể nào đổ thừa được là do là cái định hình hoặc là cái băng của mình. Băng là nó hỗ trợ một phần thôi, và cái mô của anh hiện tại thì như mọi người thấy á, thì cái tuyến mô của anh á, như là một cái khách hàng mà đang ở cấp độ 1, là tuyến mô lớn như khách hàng ở đây cấp độ 1 luôn. Mọi người có thể nhìn thấy là mô rất là to ha, rất là to, và nó có đổ xuống nè, nhất là cái bên phần bên tay phải của anh nó to hơn bên trái ha. Và khi mà bên spa cắt cho anh thì nó thu nhỏ không đều nữa, bây giờ là ngực của anh đang bị một bên nhỏ bên to luôn. Thì cái vấn đề này thì chút xíu nữa xuống bác sĩ sẽ thăm khám lại cho anh, đo vẽ lại, rồi sẽ tiến hành phẫu thuật cho anh để cho hai bên ngực của anh nó trở nên hài hòa và cân đối hơn. Và không biết là anh có lời nào chia sẻ với những anh em trên gai mà đang đi tìm một địa điểm, tại vì bây giờ là ở Sài Gòn, đặc biệt là ở Sài Gòn luôn, ở Việt Nam mình là cộng đồng LGBT đang phát triển rất là lớn, mà thẩm mỹ viện cũng như là các spa chui làm chui rất là nhiều. Thứ nhất là làm chui nó rẻ tiền thật, nhưng mà thứ nhất là không an toàn, và thật sự là không phải bác sĩ làm, một số phần là không phải bác sĩ làm nữa, thì thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế chi phí của mình, và ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như là xảy ra biến chứng giống như anh hiện tại là hai ngực nó không có đều và nó không có phẳng như mình mong muốn, gây ra cái áp lực tinh thần cho mình rất là nhiều. Thì anh có lời nào chia sẻ với mọi người sau một lần mà mình lựa chọn sai địa điểm không ạ? Thì mình cũng khuyên mấy bạn là khi mà có thực hiện đó, thì tìm hiểu kỹ nơi nào mà
uy tín, nơi nào mà cũng đã trải qua nhiều cái cuộc phẫu thuật thành công rồi, thì để cho mình không có bị phí thời gian và phí tiền. Phí thời gian, phí tiền mà kết quả là không mong muốn, rồi ngực của mình thì không đẹp, mình cởi trần không tự tin trước bạn bè hoặc là người yêu của mình, đúng không? Dạ rồi, em xin cảm ơn những lời chia sẻ của anh rất là nhiều ha. Và mọi người ơi, qua đây thì Bangkok cũng xin nhấn gửi với mọi người là như là mình đã chia sẻ rồi đó, thì cộng đồng LGBT của chúng ta đang rất là phát triển, vì vậy mà rất là nhiều spa chui mọc lên với những lời quảng cáo đầy cánh và cũng như là rất là nhiều khuyến mãi hoặc là rất là nhiều lời để mà mình thuyết phục mình. Tuy nhiên là khi mà chúng ta lựa chọn bất kỳ một cái phương pháp nào, tại vì chúng ta cũng chỉ sống có một lần trong đời mà chúng ta phải đi sửa lại, sửa đi sửa lại cái vòng một, thứ nhất là nó mất vô cùng mất thời gian luôn, và mỗi một lần làm thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều thứ trong công việc của mình. Vì vậy mà chúng ta hãy lựa chọn cho mình một nơi tìm hiểu thật là kỹ nè. Hoặc là mọi người có thể đến trực tiếp Viện Thẩm mỹ Bangkok để làm những dịch vụ 100% độc quyền từ Thái Lan ha. Và đặc biệt hơn là chúng ta sẽ được bác sĩ thực hiện trực tiếp cho mình luôn. Vì vậy mà tất cả khách hàng nào của chúng ta đang quan tâm đến thu nhỏ vòng 1 thì hãy nghe những lời chia sẻ của anh khách hàng để mà chúng ta tìm cho mình một địa điểm an toàn và chất lượng nhé. Bây giờ thì để cho anh xuống thăm khám, vẽ phác đồ để thực hiện lại thu nhỏ vòng 1 của mình, thì mình xin phép tạm dừng livestream tại đây và xin mọi người hãy đón chờ kết quả của anh sau phẫu thuật nhé. Xin hẹn gặp lại mọi người ở số 377 Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10, thành phố